Được chuẩn bị kỹ nên tiết học trực tuyến đầu tiên của cô Đới Thị Phượng, trường Trung học phổ thông Vũng Tàu tiến hành khá hiệu quả. Sĩ số học sinh lớp đạt 100%. Tất nhiên là sẽ có khó khăn, nhưng mà chúng em sẽ tìm cách khắc phục để cho cái khó khăn đó qua đi. Đó là có thể là đường truyền mạng yếu, có thể là sự tương tác giữa học sinh và giáo viên giảm hơn so với học ở trên lớp. Nhưng mà chúng em sẽ cố gắng trả lời những câu hỏi thầy cô đưa ra, xây dựng lớp học thật là tích cực nhất, luôn luôn bật camera để cho thầy cô có thể quan sát được chúng em ngồi học như thế nào. Thì điều đầu tiên là mình, đối với bản thân mình, phải chuẩn bị tốt cho cái kế hoạch bài dạy của mình. Kế hoạch bài dạy của mình thật tốt. Và thứ hai nữa là mình cần cái giải pháp thứ hai là mình làm sao tương tác học trò, giao những cái bài tập học tập tốt cho học trò, giao những cái, tức là những cái nội dung mà mình cần cho những cái tiết học trong tiết online tới một cách hiệu quả tốt nhất á, thì mình có thể gửi những cái nội dung đó học tập vào cái phần dặn dò cho học trò. Học trò có thể kiểm soát trước và biết trước và chuẩn bị trước để khi bước vào tiết học online, học trò sẽ không gặp những khó khăn. Và điều thứ ba nữa là kết hợp với lại giáo viên chủ nhiệm thì mình chủ nhiệm nhắc nhở các con thường xuyên. Tại trường Trung học cơ sở Nguyễn An Ninh, thành phố Vũng Tàu, các giáo viên đều sử dụng hệ thống dạy học Microsoft Teams và thêm các công cụ hỗ trợ dạy học trực tuyến khác như Online Sky, Google Classroom, Microsoft Chrome, VNPT and Learning. Hầu hết các phụ huynh đều đồng tình với việc học trực tuyến nên có sự đầu tư đúng mức cho con em như máy tính, điện thoại thông minh, đường truyền ổn định. Giáo viên và phụ huynh cũng có sự phối hợp chặt chẽ với nhau để hỗ trợ cho việc học của học sinh đạt hiệu quả. Tình hình này thì có thể là cái việc học trực tuyến sẽ phải kéo dài. Cho nên là cả giáo viên kết hợp với phụ huynh học sinh cũng rất là chặt chẽ để và tìm mọi biện pháp để mà tạo điều kiện cho các em được học thật tốt. Ví dụ như là các em không thể mà trực tiếp học và tham gia học trực tuyến thì sẽ có những cái phương pháp như là gửi bài riêng, rồi thì những mà có thể là ôn tập cho các em để mà các em theo kịp nắm bắt được tốt các kiến thức. Ngay từ đầu thì nhà trường cũng đã chủ động trong việc là chuẩn bị sách giáo khoa, đặc biệt là sách giáo khoa cho học sinh lớp 6. Do đó thì nhà trường đã chuyển tới thông tin cho phụ huynh để đăng ký, và trước vào đến cuối tháng 8 thì nhà trường đã chuyển toàn bộ sách giáo khoa giao tận tay cho học sinh để chuẩn bị cho năm học mới. Còn phía các cái phương tiện thiết bị dạy học cũng như thiết bị học tập trực tuyến thì nhà trường cũng gửi đến các giáo viên chủ nhiệm để gửi tới học sinh để rà soát xem thử là những học sinh nào còn thiếu thốn. Và nhà trường cũng đã tìm sự ủng hộ của Mạnh Thường Quân, của quý phụ huynh cũng như các công ty. Trước đó, để chuẩn bị cho năm học mới, Sở Giáo dục Đào tạo đã tổ chức tập huấn cho đội ngũ giáo viên giảng dạy trực tuyến, đồng thời nỗ lực hỗ trợ để học sinh có thiết bị học tập. Đối với bậc trung học phổ thông, hiện 100% học sinh đã có thiết bị cơ bản cho việc học trực tuyến. Bậc trung học cơ sở vẫn còn hơn 4.000 học sinh và hơn 11.000 học sinh tiểu học chưa có thiết bị. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có công văn gửi các sở, ngành, vận động cán bộ công chức viên chức ủng hộ thiết bị như máy tính, điện thoại thông minh, máy tính bảng để hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Và trước mắt những học sinh chưa có thiết bị học trực tuyến, các trường tổ chức nhóm học ghép, giáo viên soạn bài giảng và chuyển văn bản giấy đến học sinh. Sở Giáo dục Đào tạo cũng đang tiếp tục huy động đoàn thanh niên, giáo viên các nhà trường phối hợp với Bưu điện tỉnh đưa sách giáo khoa đến tận nhà cho học sinh. Đến ngày 1 tháng 9, 85% học sinh lớp 2 và lớp 6 khối lớp thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới năm học 2021-2022 đã có sách giáo khoa. 93% học sinh các khối lớp còn lại của tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông đã có sách giáo khoa, nhưng học sinh chưa có sách được hướng dẫn sử dụng sách giáo khoa điện tử.